dẫu anh chỉ là hạt cát nơi sa mạc đốt cháy đời em, dẫu anh chỉ là bọt nước giữa muôn trùng sóng xô đại dương, yêu anh em dám sống cùng bên anh đến suốt đường dài, yêu anh vì anh luôn sống cho ngày mai. Dẫu anh chỉ là chiếc lá, lá liệt cành những sớm mùa đông, dẫu anh chỉ là chiếc bóng dám tới địa ngục tôi hay nơi hoang tàn, yêu anh chẳng cần biết thời gian. Dẫu anh chỉ là viên đá xanh lẻ loi bên đường, anh ơi đã cũng khao khát yêu thương. Sống biết chia sớt với đời. Em đã cảnh báo rồi, thằng Thắng không phải là tay dừa, nhưng mà nó không nghe em. Mày phải biết chính xác vụ này có tội hình sự nhúng vào không. Không có. Bữa đó chỉ có một thằng công an khu vực, tụi dân phòng và thằng Thắng thôi. Mãi một lúc sau mới có xe của công an huyện tới, cho tụi nó đi. Chó má chị. Dạ mời đại ca. Tính toán trước hết rồi còn vậy. Cũng may là tao với mày đã hoạt động độc lập, nếu không là nguy rồi. Em sợ nó khai ra anh em. Không sao đâu, chỉ có thằng Đức mới biết tao với mày mà. Nó vô khám nhiều lần rồi, có nhiều kinh nghiệm lắm. Thà nó đi tù, chứ nó không để ông Trùm trừng phạt nó đâu. Nếu mà nó có khai ra thì cũng không có bằng chứng. Thôi yên tâm đi. Ông Trùm cao tay thiệt. May mà ông tách chúng ta thành hai nhóm khác nhau, chứ nếu mà cùng làm với nhau á thì anh em mình bị tóm hết rồi. Như vậy mới là ông Trùm. Từ bây giờ tao là thủ lĩnh ở đây, mày làm phó, mày phải nghe lời tao, không làm gì nữa hết, án binh bất động. Ok nhớ nghe. Dạ đại ca. Lấy cho tao 10 chai đi, tiền phi vụ mấy con chim dài. Đại ca. Gã đại gia của đại ca đã cắn câu con nhỏ làng chài, bây giờ nó muốn xem mặt. Vụ này mình có làm tiếp không đại ca? Tao nói là ngừng hoạt động để tính sao, mày hiểu không? Giờ tao với mày không gặp nhau nữa, có gì thì liên lạc với tao qua điện thoại. Tao đi nghe. Dạ chào đại ca. Dạ đại ca về. Ừ. Để rồi coi ai sẽ là thủ lĩnh. Mày quên đây là đất của tao sao? Thank you.
Các đại gia ai cũng nhiều tiền, chịu chơi. Họ bảo đảm nhu cầu của mình, nhưng không có ai chung tình và đàng hoàng hết. Họ ý có tiền, ăn chơi, trác tán, coi đàn bà như một món hàng. Chỉ có anh Thắng là người đàng hoàng tử tế. Mà chắc anh đang làm đêm, anh đang thức. Alo. Anh Thắng, anh đang làm đêm hả? Anh đang làm đêm. Ủa, giờ này khuya rồi sao Ngọc chưa ngủ nữa? Tụi em nghỉ hè, mai về nhà rồi. Sắp xa Vũng Tàu, mong về nhà nên không có ngủ được. Mai nhóm mình gặp nhau nha. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng của Toàn nha. Ok anh. Anh Thắng biết không, chỉ có bạn bè thời áo trắng là tốt nhất thôi. Xã hội bên ngoài phức tạp và khó tin lắm. Ừ, đúng rồi. Thầy Nam á, nói đây là thời kỳ quá độ mà. Xã hội bây giờ đang suy đồi đó. Đàn ông chỉ có anh Thắng là tử tế thôi. Ngoài xã hội, đàn ông càng giàu, càng thành đạt thì lại càng... Cũng tùy người thôi. Không phải ai cũng xấu hết đâu. Tại anh chưa biết thôi. Em gặp họ nhiều nên em biết. Ngày hồi tối nè, em đi nhậu với mấy đại gia từ Sài Gòn xuống. Họ nhậu say rồi lại quen hay với nhau là đang mua trinh của trẻ em vị thành niên đó. Em nghe mà thấy gớm luôn á. Hả? Vậy sao? Có chuyện đó nữa hả? Em nói thiệt, họ nói với nhau ngay tại bàn nhậu. Em nghe rõ ràng luôn á. Vị đại gia nói là đi xuyên mộc, mua mỹ nhân ngư 16 tuổi ở một làng chài nào đó. Em nghe mà sởn gai ốc nên bỏ về luôn. Ngọc có biết là người đó ở đâu, rồi gặp ai không? Em cũng không biết. Người này nói là qua môi giới. Xuống đó để coi mặt, nếu ưng là sẽ trả 3.000 đô lận á. Đại gia gì mà hư, ăn chơi sa đọa, trác tán. Mà Ngọc ơi, người đó nói là họ sẽ đến làng chài của mình mua mỹ nhân ngư hả? Ừ, thì ổng nói vậy đó. Ổng ở Sài Gòn xuống, giàu lắm. Nè hiệp sĩ. Ủa anh Hùng. Anh làm em giật cả mình luôn á. Đúng là dân trinh sát. Em đang trực cứu hộ. À, sao mà anh biết em ở ngoài này vậy? Ờ, anh đi ngắm biển, tình cờ thấy em nên tới bàn chút việc luôn. Tình cờ kiểu hình sự hả? Em nhìn anh á y như là dân du lịch vậy đó, không có giống dân ở đây một chút xíu nào hết. Anh đã phải trinh sát kết hợp với công an cả xã điều tra theo tin báo của em rồi. Đã xác định được một cô bé ở xóm Chai Nhỏ có thể là đối tượng của bọn chúng. Em thử qua Linh Ngọc để tìm hiểu thêm về gã đại gia nghe. Má ơi, con đậu đại học rồi nè. Hai đậu đại học rồi nè. Hay quá. Con đậu rồi hả? Bao nhiêu điểm dạ vậy? Nhìn nè má, kết quả thông báo trên mạng rồi nè. Trường lấy 24 điểm, con được 26 điểm. Quang hô hai, hai giỏi quá à. Em sẽ hỏi Ngọc. Nhưng mà còn về phần cô bé đó thì như thế nào anh? Anh đang muốn giao cho em bám sát và bảo vệ cô bé. Tên cô bé là Linh, 16 tuổi, nhưng mà trưởng thành sớm. Học đến lớp 7 á thì bỏ học, nhà nghèo, đông anh em nên ba mẹ ít quan tâm. Hiện cô bé đang làm phục vụ ở một quán cà phê Xuân Vương gần khu du lịch Biển Đông. Dạ, em sẽ có cách tiếp cận. Em sẽ rủ thằng Toàn tới uống cà phê, rồi tìm thêm thông tin để coi cô bé có xuất hiện hay không. Đúng vậy. Anh yên tâm, chuyện tán gái thằng Toàn là số 1.
Đúng, em phải nhớ dùng nguyên tắc bảo mật nghe. Cả Toàn và Ngọc á đều không được biết công việc em đang làm. Em hiểu rồi, anh yên tâm. Anh đi nghe. Đúng là con gái của má, giỏi quá hả. Nè, tối nay má sẽ thưởng. Hai chị em muốn đi đâu? À, mà con điện thoại báo cho ba biết chưa? À, chưa má ơi, con muốn ba về con sẽ nói. Ừ, vậy cũng được, để dành cho ba sự bất ngờ ha. Đợi ba về rồi cả nhà mình sẽ ra nhà hàng ăn liên quan để chúc mừng con, chịu không? Mà công nhận hai giỏi ghê luôn á, kiểu này là Út sẽ được ăn ký dài dài luôn. Mà hai ơi, hay là mình ăn hải sản nha. Hai chịu Út, nhưng mà Út hứa là không được ăn hiếp hai nữa nghe chưa. Út mà hư á là hai không chơi, không thèm mua quà cho Út đâu. Hai không chơi á có anh Kiên chở Út đi chơi nè, chở Út đi mua đồ chơi, rồi còn chở Út đi câu cá nữa. Đâu phải Út chỉ có mình hai đâu, anh Kiên là số một luôn. Chỉ có ăn với học thôi mà thi không đậu là sao? Mày đúng là cái đồ ăn hại mà. Út à, nhà mình nghèo thiệt, nhưng đâu có để con thiếu thốn đâu. Cực nhọc thế nào cũng ráng lo cho con sang Vũng Tàu để ôn thi, mà bây giờ con thi không đậu. Bây giờ con tính sao đây? Con nghĩ là ba má đừng la Út nữa, đằng nào thì bây giờ cũng đã rớt rồi. Bây giờ kiếm một cái việc gì đó làm, rồi sau này ôn thi cũng được à. Lười biếng, hậu đậu như nó, làm được cái gì? Con sẽ đi làm ở Vũng Tàu. Con nhờ bạn chị Ngọc xin việc làm rồi, sang năm con sẽ thi lại. Con tính đi qua Vũng Tàu làm hả? Sao không kiếm việc gì ở gần nhà mà làm hả con? Để con nói với thằng Toàn cho nó ra ngoài nhà hàng làm lễ tân mà. Em không làm việc ở nhà đâu, bạn chị Ngọc hứa sẽ tìm việc cho em ở Vũng Tàu rồi. Làm việc bên đó có gì sang năm thi dễ hơn. Thôi, nó nói như vậy á, thằng Tư Bay á, nói chuyện với con Ngọc coi nó nói sao. Tụi bay tính sao thì tính, bây giờ bay già rồi, cái thân đã dốt, lại nghèo nữa. Ba nuôi tụi con tới đây là quá sức rồi con ạ. Út à, hay là con cứ ở nhà đi, đi làm xa chi cho nó cực hả con? Ông à, trước nuôi nó được, giờ nuôi nó nữa, có sao đâu. Ba má cứ để con tính. Con sẽ nói chuyện với thằng Toàn và con Ngọc. Bây giờ Út cũng lớn rồi, không đi học á thì cũng phải đi làm thôi. Em sẽ đi làm ở Vũng Tàu mà, ở bển dễ kiếm việc làm và lương cũng cao hơn. Chị Ngọc quen nhiều đại gia lắm, tìm việc làm thêm đâu có khó. Con lớn rồi, hai anh em con bàn tính lại với nhau, làm gì thì làm, nhưng mà phải lo sang năm thi lại nghe con. Được rồi, chuyện này cứ để con tính. Em coi là chỗ này giùm anh, chi tiết chỗ này còn sai sót nè. Dạ. Đây đưa nè. Dạ chỗ này hả anh. Hey Toàn. Ủa sao hả? Hôm nay quá đông khách không? Hôm nay cũng khá đông,
Ở chung mà chơi mày. Nè, mang vô trong giùm anh nha. Dạ. À, lấy cho anh một ly nước lọc đá luôn. Dạ. Sao thằng quỷ, buôn bán thấy cũng được đó chứ. Ê, mày rảnh không? Tao có chuyện muốn nói với mày. Sao, có chuyện gì? Mày cứ nói đi. Tao có một việc muốn hỏi mày. Ừ. Dạ, mời anh. Cảm ơn em. Sao, có chuyện gì mày nói đại đi. Có Út Lành á, nó thi rớt cao đẳng rồi. Bây giờ mày coi có chuyện gì cho nó làm được không? Chứ nó vậy á, đâu có kiếm được công việc gì mà cho nó làm được chứ. Cái gì? Nó rớt rồi hả? Ừ. Tội nghiệp quá. Nhưng mà nhà hàng tao á, nhân sự ổn hết rồi. Thôi được rồi, tao có thể sắp xếp cho nó làm lễ tân hoặc là chăm sóc khách hàng. Nói thiệt với mày nha, nếu mà ra đây làm á thì làm phải cho thật nghiêm túc. Tao sẽ giao nó cho quản lý huấn luyện. Chào anh. Anh khỏe không? Chào anh Sáu. Tôi khỏe, mời anh ngồi. Dạ. Anh ở nhà mình sao? Chị với anh Toàn đâu rồi? Tôi mới ngủ dậy, mẹ con bà đi rồi. Chắc bà đi thu mua cá, còn Toàn nó qua nhà hàng. Anh chị giỏi làm ăn thiệt, tôi phục anh chị cái chỗ đó. Nay thằng Toàn lại biết kinh doanh nhà hàng. Đúng là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Giỏi gì đâu anh, cứ làm việc riết rồi quen. Thằng Thắng nhà anh mới giỏi à. Nó chỉ giỏi cái chuyện bao đồng thôi à, còn việc nhà thì nó không có lo được gì hết anh à. Tôi đang rầu thúi ruột chuyện nhà tôi anh à. Có chuyện gì vậy anh? Con Út nhà tôi nó rớt cao đẳng rồi anh. Thiệt phí công phí tiền, tôi đã lo cho nó. Học tài thi phận mà anh. Thằng Toàn nhà tôi đó, nó muốn gì là được nấy, mà nó vẫn thi rớt đó. Nhà anh thì còn có con hai nữa, nó vô đại học. Còn nhà tôi tới bốn đứa con mà không có đứa nào vô đại học được. Tôi thủi thân lắm anh à. Con người ta có số anh à, không vô được đại học thì ở nhà làm có làm sao đâu. Ừ, tao hiểu rồi. Đã đi làm thì phải nghiêm túc, không có anh em cái gì hết ráo á. Bây giờ mày cứ giao nó cho quản lý đi. Nếu nó làm không được á thì nghỉ việc, đừng có chiếu cố cái gì hết nha. Mày biết đó, mày đi làm nhiều nên mày biết. Cho nên mày phải nói trước cho con Út Lành nó hiểu. Tao sẽ nói trước cho Út Lành. Bây giờ có một chuyện là nó muốn ra Vũng Tàu để làm việc. Từ ngày nó ra Vũng Tàu để ôn thi á tới bây giờ nó đổi khác nhiều lắm. Trời ơi, nó cũng lớn rồi. Bên đó thì có nhỏ Tuyền với nhỏ Ngọc. Tụi nó lớn lên là cứ đòi đi hết vậy thôi. Nghĩ lại, giờ chỉ có tao với mày là ở đây thôi. Bây giờ làng thì vắng thanh niên, chỉ toàn là trẻ con với người già. Thấy buồn thiệt mày. Thôi thì kệ tụi nó đi. Tao với mày cứ ở đây làm vui một cõi, đâu có kém gì ai đâu, đúng không? Mà nè, mày cứ ở đây chơi đi nha. Chiều á tao điện thầy Năm ra đàn cho khách nghe. À, để tao điện thoại cho thầy Ba ra nữa. Mấy thầy trò mình á chơi với nhau một bữa cho nó thoải mái luôn, đúng không? Ok, dạo này tao thấy ai cũng bận hết, mấy thầy trò mình cũng ít có dịp để gặp nhau. Vậy đi, chút nữa tao qua bên đó đón thầy Ba qua ha. Ok. Tôi nói thiệt, tôi vay tiền của anh để cho con Út nó qua Vũng Tàu để mà ôn thi. Tiền thì xài hết rồi, còn thi á rớt thẳng cẳng rồi. Thiệt là phí công của tôi. Thôi mà anh, nếu anh muốn thì sang năm cho nó thi lại. Trời ơi, tôi đâu có tiền để mà cho nó ôn thi nữa anh. Chắc là
để cho nó kiếm việc gì đó làm. Kiếm sống vậy. Tôi nói thiệt với anh ba nha, là tôi chưa có tiền để tôi trả cho anh. Trong lòng tôi áy náy lắm. Nếu anh có thì trả, không thì thôi. Coi như tôi cho con Út đó. Anh lo làm chi cho nó mệt. Thà là nó thi đậu thì cam. Đằng này nó rất thẳng cẳng như vậy. Nói thiệt, tôi đã nợ của anh thì tôi phải trả. Còn như nếu không có tiền trả thì anh cho tôi theo tàu để mà tôi đánh cá nha. Chuyến tới anh cho tôi đi nghe anh ba. Trước đây anh là người đi biển giỏi nhất làng. Nếu có anh mà ở trên tàu thì còn gì bằng. Để tôi sắp xếp công việc rồi tôi báo cho anh sau. Anh Sáu hay không? Dạ. Út ơi, xong chưa? Nhanh lên, tối anh Tư còn đi làm nữa đó. Nhanh lên. Nè, nhớ lời má dặn nghe chưa? Vũng Tàu phức tạp lắm nghe không? Đi làm xong rồi về nhà không có đi chơi nghe chưa? Dạ. À, còn có khó khăn gì thì gọi điện về cho má. Cần gì thì hỏi chị Tuyền nghe chưa? Dạ, con biết má rồi. Má yên tâm. Nhà má. Con biết rồi. Má cứ nói hoài à. Con lớn rồi chứ bộ. Thôi đi chị. Chị mà lớn tôi nhờ rồi. Nè, nhớ lời má dặn nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Bây sang bên đó thì nhớ mà sống và làm việc cho đàng hoàng nghe chưa? Nhà mình nghèo nhưng phải trong sạch. Ba má nói thì Út phải nghe lời nghe chưa? Qua bên bển á là phải nghe lời chị Ngọc chị Tuyền. Em mà có làm gì sai trái anh mà biết được là chết với anh đó. Nghe chưa? Em biết rồi. Ba má với anh Tư khỏi lo. Cẩn thận nghe con. Sao mà đi xa chị không biết nữa. Ở nhà với ba với má với anh Tư cũng phải hơn không? Ba má ơi, bây giờ Út Lành nó đã lớn rồi. Nó phải đi học đi làm nữa. Làm sao mà nó ở nhà với ba má hoài được. Thôi cũng trễ rồi. Đi Út. Con đi nha ba má. Tới nơi với con sẽ gọi điện thoại về. Thôi tụi con đi đây. Có gì à, tối con đi làm luôn nên con không có về nha. Thưa ba con đi. Thưa má con đi. Cẩn thận nha con. Dạ, dạ. Con đang coi mà ba. Ba nói chuyện chút đã. Mai mai nè. Dạ. Sắp sửa tới ngày nhập học rồi. Con định khi nào lên Sài Gòn? Mốt lên nha ba. Lên sớm để con còn mua thêm một ít đồ và sách vở nữa. Ba ơi. Hè rồi, con được đi chơi. Vậy con lên Sài Gòn chung với hai luôn nha. Được. Ba đưa chị hai lên Sài Gòn. Sẵn đó ba chở con đi chơi luôn nha. Dạ. Khi nào con lên Sài Gòn ba chở con đi Đầm Sen nha. Đầm Sen á hả? Dạ. Cả nhà đi được. Sài Gòn vui quá ha. Giao nhà cho mình tôi coi luôn phải không? Chị hai, mai mốt lên Sài Gòn á vui chốn phồn qua, có khi nào quên má Lan luôn không? Con phải xa má, xa nhà. Con đang rầu muốn chết đây nè. Nếu không phải đi học, con không muốn đi đâu hết má ơi. Con yên tâm đi. Ba đã gọi điện nói chuyện với một người bạn của ba ở Sài Gòn. Ba ấy có một khách sạn ở gần trường con học á. Ba sẽ thuê phòng cho con ở đó. Đi học mà được ở khách sạn hả? Chị hai sướng quá nha. Chắc là chị hai hối lộ quà gì cho ba Thành rồi phải không? Ba thì thuê khách sạn, còn má thì trả tiền. Không biết không có ai hơn ai đi má. Ba ơi, hai lên Sài Gòn á được ở khách sạn. Vậy con ở Caravelle nha. Caravelle hả? Dạ. Hỏi má con kìa. Được không má? Hết tiền rồi. Em làm ở đây được bao lâu rồi? Em cũng mới làm. Dạ, vậy hả anh? Theo cũng dễ anh thương nè, đó. Anh ngồi chơi, em qua tiếp khách xíu nha. Ngồi chờ em chút xíu nha. Anh uống cà phê đi. Dạ chào hai anh. Hai anh dùng gì ạ? Cho anh ly cà phê đá. Anh cũng một ly cà phê đá. Với lại cho anh thêm một gói ba số nữa. Dạ, hai anh chờ chút nha. Ê, con nhỏ con ghê mày. Mày nó bậy gì mày? Nó còn con nít đó. Con nít giả ông nội. Tụi nó bây giờ yêu đương sớm lắm. Tao bảo đảm nó có bộ rồi đó. Tao đố mày biết được.
Nó có bộ chưa? Tao thách Toàn thiếu gia xác minh được lý lịch của con nhỏ đó. Mày nè, không được là bậy. Nó còn có nít đó. Mày thách tao thì mày thua là cái chắc rồi. Không có một đứa con gái nào là đối thủ của tao hết trơn á. Tao muốn gì là tụi nó phải phun ra hết. Tao cưa đổ con bé này cho mày coi. Thôi đâu mày, mày xạo ke. Để tao coi coi mày biết được gì về con nhỏ đó. Mày sẽ có bao nhiêu tình địch hả? Nói thiệt tao nghe đó. Được, 10 chai Ken nha. 10 chai Ken. Trời, chuyện nhỏ. Toàn thiếu gia này sẽ chinh phục được con bé nhà quê này. Chứ nếu không chinh phục được thì làm sao mà xứng đáng với lại thắng hiệp sĩ chứ. Xuống xe đi em. Dạ. Đi em. Dạ. Dạ, chào chị. Chào chị. Chị khỏe không? Lâu quá không gặp chị rồi. Buôn bán được không chị? Cũng tạm được. Cô chào cô. Mời anh với mấy cô ngồi. Lúc này cửa hàng bán cũng lai rai thôi à. Đây là Linh Ngọc, bạn gái của tôi. Dạ, chào cô. Còn đây là Út Lành, em dạ, của Linh chào Ngọc cô. Còn đây là chị Hồng, trợ lý của anh Lâm, bạn anh. Dạ. Quản lý cửa hàng này đây em. Anh Lâm mới gọi điện thoại cho tôi, nói là bữa nay anh đưa nhân viên mới tới để thử việc bán hàng. Vâng, là cô bé này này. Mới tốt nghiệp phổ thông trung học, rớt đại học nên muốn đi làm để có tiền sang năm đi thi tiếp. Dạ, hồ sơ của em nè anh. Đây là hồ sơ xin việc của Út Lành. Để anh xin ê, đủ cho. Thiệt không? Thiệt. Mà em cũng hơi sợ. Dạ, em mời hai anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Chơi mà có gì đâu sợ. Nha. Để em suy nghĩ đã. Thôi đừng có suy nghĩ. Ừ, cái đi em. Rồi anh vô xin bà chủ. Em dễ thương quá. Em còn đi chơi với tụi anh một chút xíu nha. Dạ thôi. Anh à, bà chủ la em đó. Vậy đó hả? Ồ. Bây giờ có cái gì đâu. Quán vắng mà em. Nha. Em cứ ngồi đây với anh. Có chuyện gì á, để con bé kia nó làm. Thôi, em cứ ngồi đây đi. Đưa đây cho anh. Dạ. Mà thôi nè. Anh, em ngồi chơi sao bà chủ la đó. Em cứ ngồi đây đi cho anh. Không sao. Anh á, anh quen với bà chủ đây mà. Anh á, sẽ nói bà ấy không la em, được chưa? Miền Trung á. Trời, dính gì nè. Cảm ơn anh. Anh chọc em chơi thôi. Chứ nói em tin gì? Dạ, em tin Linh. Anh là anh Thắng Hiệp Sĩ phải không ạ? Đúng rồi em. Em cũng biết Thắng Hiệp Sĩ hả? Dạ. Vậy thì em có biết Toàn Thiếu Gia này không em? Dạ. Em có biết nó không? Em không biết. Bây giờ là tối. Đúng không? Thôi, hai người nói chuyện đi. Mà thôi nè. Tôi có việc đi một chút. Mời nói chuyện sau ha. Ok. Em ngồi chơi nha. Con thỏ mà. Mày sẽ thua đó. Để rồi coi. Ê, 10 cho Ken nha. Rồi. Dạ thì nhớ giữ lời nghe chưa. Đã có anh bảo lãnh và ông chủ đồng ý thì tôi đâu có dám trái lệnh. Dạ, mai con đi làm có được không cô? Được chứ. 7 giờ rưỡi sáng ngày mai á, con tới gặp cô. Rồi dạ. Con á, phải làm thử việc trong 15 ngày. Thời gian thử việc á, chỉ hưởng 50% lương. Sau 15 ngày đó, ông chủ sẽ quyết định ký hợp đồng hay không. Ý con sao? Dạ con dạ thưa chị, như vậy cũng được. Ngày mai em sẽ đưa Út Lành đến đây. Vâng ạ. Để gặp chị ha. Tốt rồi. Cô sẽ trực tiếp hướng dẫn con làm việc. Mà còn làm được hay không á là do khả năng của con nữa. Dạ con sẽ cố gắng. Có gì nhờ cô giúp đỡ. Con yên tâm. Lâu lắm rồi mới ra đây uống gặp em á. Lâu quá. Dạ hai anh uống gì ạ? Em lấy cho anh hai ly phê đá, một gói con mèo luôn nghe. Dạ. Một lát em mang đồ ra rồi em ngồi chơi với tụi anh luôn nghe. Dạ anh chờ em chút nha. Mời hai anh.
Em ngồi chơi với anh luôn nghe. Tối nay em chỉ ngồi chơi với anh thôi, không phải làm gì hết. Em qua đây ngồi. Dạ. Được rồi, miễn là anh Chi đẹp cho em và bà chủ thôi. Chuyện đó nhỏ thôi mà. Mà em nè, khách ở đây có đông không em? Vắng lắm anh à. Chỉ có thứ bảy và chủ nhật thì đông vui chút thôi. Nếu như mà khách ít thì lương tụi em cũng ít lắm đúng không? Người đẹp như em sao không tìm chỗ khác lương cao mà làm? Làm việc ở đâu, làm việc gì mà lương cao hả anh? Thì em lên Bà Rịa hay Vũng Tàu hoặc là Sài Gòn đó. Ở trên đó thiếu gì việc để làm, em lên trên đó em làm tiếp tân nè. Hoặc là em bán mỹ phẩm trong siêu thị á, em bán hàng trong đó. Một tháng tiền lương của em á cũng được 4-5 triệu á. Thiệt hả anh? Sao nhiều vậy? Ở đây á lương của em có 1 triệu hả? Trời ơi, anh nói thiệt mà. Trẻ đẹp như em đây á mà cặp đại gia, một tháng có thể được tới 10 triệu như chơi á. Lại còn được bao ăn ở ngon lành nữa đó. Trời, anh cứ giỏi nói đùa không mà. Trời, anh nói thiệt chứ đùa đâu. Suy nghĩ đi em. Trời ơi, tới 10 triệu luôn hả anh? Anh biết không, ở nhà em 6-7 người mà cả tháng cũng chẳng có được 4-5 triệu. Anh có nói thiệt không vậy? Anh ráng giúp em nha. Anh nói thiệt mà. Cùng quê với nhau, anh nói xạo với cưng làm gì. Anh đã đưa mấy đứa con gái ở làng anh lên Sài Gòn. Mới có mấy năm thôi mà tụi nó mua được xe thắt luôn á. Mà còn gửi được về nhà mấy chục triệu nữa. Nghe anh nói mà mê á. Anh ráng giúp em nha. Cho em qua Vũng Tàu thôi. Lên Sài Gòn xa quá. Mà không biết ba má có cho em đi không nữa. Đi làm ăn mà. Mà mình cũng lớn rồi. Suy nghĩ và quyết định cho mình đi. Nha. Đi nha. Nếu mà bây giờ em đi thì được. Chứ mà mai mốt em đi trễ thì hết cơ hội đó. Em sẽ đi. Anh giúp em ha. Ba má em cũng chẳng quan tâm gì tới em đâu. Họ đi làm tối ngày, ba nhậu về thì lăn ra ngủ. Đâu có biết là tụi em khổ như thế nào đâu. Anh nói cho em nghe nè. Đợt này trên đó nhận ít người lắm. Nếu mà anh nói cho em biết á, em đừng có nói ai biết nghe. Nếu mà cưng qua trễ á, sẽ không còn gì để làm đâu. Em biết rồi, em sẽ không nói cho ai biết hết á. Anh yên tâm đi. Ok. Bây giờ anh phải đi công việc rồi. Để anh trả tiền cà phê nghe. Bo thêm cho em 100.000 nè. Dạ. Em nhớ nghe, sau khi lên trên đó rồi làm được nhiều tiền đừng quên anh nghe. Em mà có nhiều tiền rồi á là anh muốn gì em cũng chịu hết. Hứa nghe. Em hứa rồi, yên tâm đi nha. Biển đẹp quá em nhỉ. Hôm nay sóng lớn quá. Em có muốn bơi không? Em có sợ không đấy? Mình bơi gần bờ thôi. Sóng to quá, bơi ra xa nguy hiểm lắm. Tuyền này, dạ. Đứng ra vườn sóng đi em. Nhanh lên. Dạ. Em muốn ngồi nghỉ một tí. Thế à? Dạ. Ngồi xuống đây nghỉ mệt đi em. Em có thích lâu đài cát không? Dạ thích. Vậy thì anh sẽ xây cho em một lâu đài cát thật lớn nhé. Dạ. Anh sẽ đưa em vào thế giới thần tiên của anh. À, em với anh cùng xây. Mình thi coi ai xây to và đẹp hơn ha. Ok. Ai thắng thì được thưởng gì nào? Nếu mà người nào thắng á, thì sẽ được thưởng một chậu kem ý. Đồng ý. Ý, đổ rồi, sập mất rồi, tiếc quá đi mất. À, như vậy á, là em thắng anh rồi đó nha. Ừ, em vậy thắng rồi. Vậy bây giờ mình đi tắm nước ngọt, xong rồi tụi mình đi ăn kem nha. Ok em, kẻ chiến bại này, vui lòng phục vụ cô chủ. Đi, mình đi em. Dạ.
Ông làm gì mà trịnh trọng dữ vậy? Bà, tôi có chuyện này tôi muốn nói với bà, với anh Thắng. Có chuyện gì mà ông khó nói vậy? Nè, đừng có hù tôi nha. Gần đây tôi đi câu được ít cá quá, còn ở nhà nhậu hoài, đã tốn tiền lại còn hại sức nữa. Tôi nhớ biển lắm. Tôi tính đi theo tàu của nhà thằng Toàn, đi một chuyến để cho đỡ nhớ gì mà. Sao? Ông tính đi biển hả? Ông quên lại ông nội dặn rồi hả? Tôi không quên đâu bà. Tôi đâu có theo cái nghề đánh cá. Tôi chỉ đi theo một chuyến để đỡ nhớ biển. Nhưng mà ông bỏ nghề lâu rồi, bây giờ có làm được hay không? Cái bà này đúng là đàn bà, sao mà quên được. Ở cái làng này ai mà không biết tôi với lại thằng Thắng nhà mình là cái người bơi giỏi nhất cái làng chài này. Bà nhớ biển á, thì con nghĩ là bà nên đi một chuyến cho đỡ nhớ. Ông nội sẽ không trách ba đâu. Nếu như mà có thời gian rảnh, con cũng muốn đi một chuyến với ba. Tôi bó tay với cha con ông luôn. Đúng là cha nào con nấy mà. Bà, vậy chứ nó không phải con tôi thì con ai? Nè, bà đừng có tưởng là ai cũng có thể đẻ ra thằng hiệp sĩ, nghe chưa? Ba ơi, con thấy sức khỏe của ba bây giờ cũng yếu rồi, không còn sung sức như tụi con nữa. Nên khi ra biển, ba nhớ mang theo phao nha ba. Con biết á, mặc dù mang phao sẽ bơi chậm, nhưng mà nó sẽ an toàn hơn đó ba. Được rồi, cái chuyện đó con khỏi lo. Bà, tôi đi chuyến này bảo đảm có cá lớn đem về cho má con bà ăn mệt nghỉ á. Đây là phòng của cháu nha. Dạ. Ba cháu á đã gửi cháu cho chú nha. Dạ. Cứ yên tâm ở đây mà ăn học. Dạ. Rồi có chuyện gì cần thiết thì gọi cho chú vậy nha. Dạ. Bây giờ cháu đi tắm đi, rồi xuống dưới ăn cơm với chú. Dạ nha. Dạ cháu cảm ơn chú. Alo, má hả? Con nè. Dạ, con mới tới Sài Gòn nè. Con có mệt không? Chuyện ăn ở của con sao rồi? Dạ ổn hết rồi má ơi. Con mua đủ hết đồ rồi. Chỉ tiếc là không có được nấu ăn ở trong phòng thôi. Vậy con tính ăn uống ở đâu? Thì con đặt đồ ăn ở khách sạn. Khi nào rảnh á, thì con mua đồ ăn về nấu ăn ở bếp của khách sạn. Sau này đi học thì con sẽ ăn trưa ở trường. À, vậy cũng được. Chừng nào con nhập học? Dạ, 3 ngày nữa lận. Mai con đi mua thêm ít sách vở và đồ dùng học tập. Mốt quá, thì mua mấy bộ đồ thời trang. Con cứ mua sắm cho đầy đủ nha. Chừng nào thiếu tiền á, thì báo với má, má sẽ chuyển vô tài khoản của con. Tiền còn nhiều mà má, con có xài cái gì đâu. Mới xa nhà có mấy tiếng à, mà con nhớ nhà muốn chết.
Thôi con cúp máy nha, con đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm nữa. Ừ, dạ con. Dạ. Chào hiệp sĩ. À? Ngồi một mình có buồn không? Chào chú à. À, chú ngồi chơi. Ừ. Được gặp chú lúc nào mà cháu không vui. Thật à? Thế mà mọi người cứ nói là tôi khó tính và nguyên tắc lắm đấy. Con thấy á, chú chỉ khó tính trong công việc thôi, mà khó thì tụi cháu mới tiến bộ. Cháu còn phải học hỏi ở chú rất là nhiều ạ. Cậu cũng đọc quyển sách này à? Dạ. Cậu thích kinh doanh không? Dạ. Cháu chưa biết gì về kinh doanh chú ạ. Cháu chỉ mới đọc qua thôi. Nhưng mà cháu thấy có những phần cháu đọc qua mà cháu không hiểu được. Khó quá chú ạ. Không có gì dễ dàng hết cậu à. Cũng như luyện võ đấy. Dạ. Phải học thì mới biết. Cháu hiểu. Cháu sẽ đọc và tự học. Nếu mà cháu không hiểu á, cháu sẽ nhờ chú tư vấn cho cháu nha. Cậu cứ đọc đi. Có gì không hiểu á thì cứ gọi chú. Sau này tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi học đại học tại trước. À, thiệt hả chú? Tốt quá. Cháu cảm ơn chú ạ. Thôi, chú về phòng làm việc đây. Dạ. Có việc gì cần ấy, cứ hỏi chú nha. Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn chú. Loại này là tốt nhất đó anh. Vậy đó cái hả? Cái loại này lắm đó. Chào anh. Ủa, còn anh xuống hồi nào? Sao em? Cái mẫu này là mới nhất đó anh. À, chào chị. Bây coi cái mẫu anh này. Anh đi đường có mệt không? Cảm ơn. Thì tao lấy. Dạ, con thấy cũng được á. Mẫu mã nè mấy đứa, ông dạ, chủ xuống nè. Lấy nước mời ông chủ nghe. Dạ, hay anh đợi em chút nha. Tôi từ Sài Gòn chạy xuống đây. Công việc tốt không? Công việc vẫn bình thường anh à. Dạ con chào chú, con mời chú uống nước. Cô bé này là... Dạ à, đây là nhân viên mới đó anh. Người mà hôm bữa anh Nam Giang giới thiệu đó. À, thì ra là cô bé này. Thắng ơi, Thắng. Toại, ra đi chơi cho mát nè. Ê, tối nay rảnh không? Đi chơi tennis với tao. Tối nay tao còn phải đi làm nữa mày ơi. Mày không coi quán hả? Quán á thì có quản lý cô rồi. Với lại mẹ tao cũng hay thường xuyên ra ngoài quán mà.